Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tuấn Hưng bị soi ra nhiều biểu cảm lạ, thiếu tự nhiên. Thậm chí có khán giả chất vấn, Tuấn Hưng liên tục trừng mắt, khuôn mặt đờ đẫn, thiếu tập trung khi lên sóng truyền hình. Anh đang làm sao vậy? Qua các tập phát sóng, nhiều dân mạng cũng đặt câu hỏi về tình trạng của giọng ca Tim Lai Bầu Trời, thậm chí có nhiều lời châm biếm, suy diễn tiêu cực về nam ca sĩ. Trước những bình luận tiêu cực về vấn đề này, Tuấn Hưng chia sẻ với Thanh Niên rằng mình bị quá tải vì cường độ làm việc quá dày, căng thẳng. Khi người ta yêu mình, cái gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng khi người ta không thích mình, dù là một hành động, một cử chỉ nhỏ nhất của mình cũng đem ra, cũng được châm biếm, soi mói hay bàn tán. Mình là người công chúng, mình phải chấp nhận, mình phải biết chấp nhận tất cả những việc đấy. Con người, nó có những cái góc đẹp nhưng lại không được cảm nhận. Đôi khi có một vài góc xấu hay một vài những cái thái độ, ánh mắt, cái gì đó lại bị xăm soi và châm biếm. Không sao cả. Tại sao mình không đem những bức ảnh những lúc mà Hưng cười đẹp, những lúc Hưng cách đây khoảng 10 năm đi, đáng rất là tươi giói về nhan sắc và sức khỏe, đúng không? Nếu làm việc ở một cái cường độ làm việc mà phải làm việc ít nhất là 20 tiếng một ngày, mà bảo đến 4-5 giờ sáng vẫn có thể tươi tỉnh và không cố căng cái mắt ra, hay cố để nói chuyện, hay là cố để thật là tập trung trong nhiều tình huống đang cùng diễn ra với anh em. Có thể mọi người nhìn thấy những thước phim của chúng tôi đang quay trên TV thấy đơn giản lắm, thấy nó dễ, nhưng mà thật sự là hàng trăm con người, trong đó có cả 33 anh em chúng tôi, đều phải làm việc cật lực 24-23 tiếng một ngày. Và ngày hôm sau nhẹ nhàng hơn thì chúng tôi cũng giảm khối lượng lại, cũng nhanh nhất cũng là 12 tiếng. Cho nên là nói thật với tất cả mọi người là đối với cá nhân Hưng ấy, là Hưng bị quá tải. Hưng bị quá tải vì đã quá lâu rồi. Quá lâu rồi Hưng không làm việc với một cái cường độ làm việc nó kinh khủng như thế này. Chủ nhân hit Cầu Vòng Khuyết cũng bày tỏ rằng đối với tất cả khán giả trong chương trình, khán giả đã xem mình trình diễn hay những ai đã từng tiếp xúc một lần với mình, nếu mọi người để lại những bình luận góp ý, anh luôn lắng nghe, đón nhận và thẩm thấu điều đó để tự kiểm soát, điều chỉnh bản thân. Mình không phải là một thánh nhân hay là một cái gì đó nó thực sự là hoàn hảo cả. Và cái việc mình phải lắng nghe, mình phải sửa đổi là chuyện đương nhiên thôi. Nhất là mình còn muốn đứng trên sân khấu được khán giả yêu thương thì chắc chắn mình phải lắng nghe. Nhưng trong cuộc sống là như vậy, cuộc sống là như thế. Mình chỉ muốn nói rằng tất cả những người đã yêu thương mình, đã đến với mình, thậm chí là tất cả những người đã gặp mình dù chỉ một lần thôi, Hưng tin chắc rằng người đối diện sẽ nhìn thấy thật sự Tuấn Hưng là một con người như thế nào. Còn việc khi mình không được lòng ai đó và họ muốn nói về mình, họ muốn viết về mình, và chúng ta cũng biết đấy, mạng xã hội bây giờ thì mạnh ai người ấy nói, muốn viết gì thì viết, có ai cấm đâu. Thực ra người ta có quyền thích, có quyền ghét, có quyền khen, có quyền chê một cách thoải mái. Cuộc sống là như vậy, đời mà. Hưng đã có những phút được yêu thương, chiều chuộng cực kỳ trong lòng khán giả, thì sẽ phải có những lúc Hưng phải chấp nhận, phải chịu những cái sự tra tấn về tinh thần. Và Hưng nghĩ một điều rằng là ông trời rất là công bằng, cuộc sống rất là công bằng, tình cảm của khán giả cũng rất là công bằng. Sẽ có những người yêu, đương nhiên không tránh khỏi sẽ có những người không thích. Trong chương trình, Tuấn Hưng khiến khán giả thích thú với những khoảnh khắc hơn dỗi khi bị Tự Long trêu chọc. Anh chia sẻ ban đầu mọi thứ đến rất tự nhiên, vui vẻ, nhưng dần anh nhận ra đằng sau những màn đùa giỡn của đàn anh đều gửi gắm một điều gì đó với mình. Thật ra Hưng cũng là một người mình cũng dễ bị cảm xúc, cũng dễ bị dỗi, thật là như vậy. Cho nên anh Long cứ đè vào cái chuyện mà mình hay dỗi thì anh lại càng trêu. Đến lúc Hưng chợt nhận ra đấy, là trong những câu đùa trêu của anh Long á, kèm theo cả những cái điều anh ấy nhắn gửi, những cái sự dạy dỗ nhẹ nhàng của một người anh cho một đứa em, trong sự hài hước, trong sự trêu đùa. Đối với Hưng thì trong cái cuộc sống của mình vẫn thiếu một người anh thật sự trong nhà. Bởi vì Hưng là con một, cuộc sống của Hưng đến năm khoảng 21-22 tuổi là Hưng đã vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp một mình. Và cứ như vậy, tính cách cũng như con người của mình ấy, nó định hình một cách độc lập, cũng đã quen rồi. Mình thấy có nhiều cái thật sự là quả là trong chương trình, những gì anh Long góp ý cho Hưng nhận thấy đấy là những điều thật sự cần thiết trong cuộc sống này. Trong tập 6 của chương trình, Tự Long kể Tuấn Hưng gửi ảnh đi truyền nước, nhìn thương ơi là thương nhưng vẫn bị mắng.
Nhắc đến vấn đề sức khỏe khi tham gia show âm nhạc, nam ca sĩ 7X cho biết khi ấy anh gặp vấn đề về dạ dày và phải đi kiểm tra. Trước khi nhận lịch trình làm việc cùng với chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thì Hưng đã có sẵn một cái lịch trình trình diễn của mình ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Úc. Có nghĩa là trong quãng thời gian nghỉ giữa những cái công diễn thì lại là lúc mà Hưng phải bay show. Và thế là khi mình quay trở lại ấy, thì với cái guồng làm việc cực kỳ là căng của chương trình thì mình có những lúc mình không chịu được. Thì hôm đấy là Hưng bị chính thức là bị đau dạ dày. Đau dạ dày là cái chuyện mà ai cũng rất là dễ bị mắc phải, nhất là thức đêm này, ngủ muộn, do đó là suy nghĩ nhiều, bị stress. Quả thật là vào trong chương trình này ấy, là tất cả mọi thứ của Hưng nó phải làm việc gấp rất nhiều lần, và cả những cái sự cố gắng và nỗ lực nữa, cho nên cũng có nhiều lúc là bị stress thực sự. Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tuấn Hưng thừa nhận bản thân không xem đây là một cuộc đua, cạnh tranh và cũng không áp lực khi có lúc đứng trong nhóm nguy hiểm, điểm số thua nhiều đàn em. Hưng không có một chút áp lực nào trong cái chương trình này cả. Bởi vì Hưng được làm việc với tất cả những người bạn trẻ tuổi hơn mình hay cả những anh lớn hơn mình. Tất cả chúng tôi đều nỗ lực hơn 100% sức của mình để cố gắng tạo nên những cái phút giây thư giãn thoải mái nhất, những khung hình đẹp nhất, mang đến cho tất cả quý vị những nụ cười thoải mái nhất cuối tuần. Và nỗ lực của Hưng bắt buộc phải có, nhưng không phải ở đó có sự ganh đua hay là thèm thuồng một cái danh vọng nào cả. Bởi có lẽ ở cái tầm tuổi như Hưng ạ, với những gì Hưng đang có, Hưng tới đây Hưng được nhiều hơn là mất. Được mọi người yêu thương, có thêm những người anh em mở mang cho mình những bài học về giá trị trong con người, để tạo nên những điều tốt đẹp hơn trong con người của mình. Đó là những điều Hưng được.